nói chung là làm cái mũ đầu tiên á là em ăn không được, ngủ không được, em xuống 5kg. Nhưng mà lần này nha, trời ơi má ơi, làm về ngủ ngon bà cố luôn. Ai cũng khen hết trơn. Chưa cất chỉ á nha, mà em đi tiệc á, em đi tiệc sinh nhật này kia, ai nhìn cũng tưởng đó là cái mũi của thiệt của em luôn á. Em nghe mọi người nói á là tiêm tê đau lắm, chịu nổi đau, rồi lúc mà tiêm tê xong mới hết đau này kia. Nhưng mà em thấy từ đầu, từ cái lúc mà em bắt đầu vô em tiêm tê tới cái lúc mà bây giờ em lại cũng thấy đau xíu. Thì khi mà nâng á thì em thấy giao tiếp với mọi người á sẽ tự tin hơn nhiều. Kiểu mình cũng có một chút gọi là khi xác định khi mà mình ra đường thì mình cũng sẽ tự tin hơn cái chuyện hơn, thì cái công việc nó cũng ổn hơn một xíu. Nói chung là theo sách nó cũng sẽ buộc một phần nào đó cũng có quan trọng trong cuộc sống. Đúng rồi, theo lịch là mọi người sẽ nhắc nhở em là tới khám thì nhắc nhở em vệ sinh và dặn dò em mà mọi người rất là thân thiện, thích khe mà em thấy rất tốt ạ. Em muốn nhắn nhủ mọi người là mọi người cứ mạnh dạn đi, rồi không có đau như mọi người nghĩ, mọi người lo đâu, không có hối hận đâu. Áp dụng công nghệ hiện đại như S đến quang eye điện toán giúp phân tích cấu trúc gương mặt và tầm soát bệnh lý hiệu quả. Công nghệ mô phỏng 3D giúp biết trước dáng mũi sau khi nâng. Công nghệ nội soi 4K giúp bác sĩ quan sát những chi tiết nhỏ nhất, hạn chế xâm lấn và sưng bầm. Hơn 10.000 khách hàng đã tin chọn Cá Ngu và sở hữu diện mạo xinh đẹp. Còn bạn thì sao? Nâng mũi an toàn và chất lượng.